Trân trọng kính chào quý vị. Quý vị đang đến với bản tin 11:30 giờ của báo Người Lao Động. Hôm nay thứ sáu ngày 4 tháng 8. Chương trình có sự đồng hành của các đơn vị iRace, Sài Gòn Tourist, TST Tourist. Kính mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin đáng chú ý ngay sau đây. Thưa quý vị, sáng nay, lễ hội sông nước thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2023 đã chính thức bắt đầu. Sự kiện diễn ra từ ngày 4 tháng 8 đến ngày 6 tháng 8. Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết lịch sử hình thành và phát triển trong hơn 300 năm Sài Gòn chợ lớn gia định thành phố Hồ Chí Minh có dấu ấn quan trọng của các dòng sông, Lễ hội được tổ chức nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa lịch sử, xây dựng sản phẩm sự kiện đặc trưng, đẩy mạnh khai thác các giá trị kinh tế du lịch từ hệ thống tài nguyên sông biển trên địa bàn, hướng đến định vị thương hiệu một đô thị sông nước giàu bản sắc văn hóa. Đến với lễ hội, người dân và du khách có thể trải nghiệm các chương trình du lịch đường thủy, trải nghiệm không gian trên bến dưới thuyền tại kênh Nhiêu Lộc Quận 1, bến Bình Đông Quận 8 và các sự kiện hấp dẫn tái hiện nếp sống của cộng đồng cư dân Sài Gòn chợ lớn gia đình thành phố Hồ Chí Minh qua các thời kỳ và mua sắm nông sản đặc sản vùng miền. Hòa mình vào không khí sôi nổi của các hoạt động thể thao dưới nước và không gian văn hóa nghệ thuật, trò chơi dân gian ở Bến Bạch Đằng, công viên Lam Sơn. Điểm nhấn đặc sắc của lễ hội là các chương trình nghệ thuật dòng sông kể chuyện, tái hiện lịch sử Sài Gòn chợ lớn gia định thành phố Hồ Chí Minh với sự kết hợp các loại hình nghệ thuật từ dân gian đến đương đại, từ âm nhạc, điện ảnh, vũ kịch đến công nghệ ánh sáng, công nghệ trình diễn với sự tham gia của gần 700 diễn viên và nghệ nhân dân gian. Thưa quý vị, giao dịch chuyển khoản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc bằng ngoại tệ có giá trị tương đương sẽ phải báo cáo cơ quan thực hiện chức năng nhiệm vụ phòng chống rửa tiền. Đây là một trong những quy định tại Thông tư 09/2023 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật phòng chống rửa tiền vừa được Ngân hàng Nhà nước ban hành. Cụ thể, đối tượng báo cáo có trách nhiệm thu thập thông tin và báo cáo cơ quan thực hiện chức năng nhiệm vụ phòng chống rửa tiền bằng dữ liệu điện tử khi giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước của các tổ chức tín dụng có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc bằng ngoại tệ có giá trị tương đương. Giao dịch chuyển tiền điện tử mà có ít nhất một trong các tổ chức tài chính tham gia ở các quốc gia vùng lãnh thổ ngoài Việt Nam giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế có giá trị từ 1.000 đô la Mỹ trở lên hoặc bằng ngoại tệ khác có giá trị tương đương. Các tổ chức tài chính trong nước là tổ chức tài chính trung gian hoặc tổ chức tài chính thụ hưởng tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử phải có biện pháp để xác định giao dịch không đầy đủ, không chính xác thông tin theo quy định về thanh toán không dùng tiền mặt và quản lý ngoại hối, áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp quy định này theo ngân hàng nhà nước nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống rửa tiền phù hợp với các yêu cầu chuẩn mực quốc tế về phòng chống rửa tiền mà việt nam có nghĩa vụ thực hiện trên cơ sở bảo đảm sự độc lập tự chủ về kinh tế bảo đảm an ninh tiền tệ an toàn tài chính quốc gia Thưa quý vị, sau khi tổ chức xếp hạng tín dụng quốc tế Fitch Rating hạ bậc xếp hạng tín dụng của Mỹ, thị trường chứng khoán Mỹ châu Âu có hai phiên liên tiếp giảm điểm. Nhiều nhà đầu tư đã bán tháo cổ phiếu để chuyển sang nắm giữ trái phiếu Mỹ khi lãi suất trái phiếu lên tới 4,17% một năm. Ngoài ra, Viện Quản lý Cung ứng của Mỹ công bố chỉ số quản lý mua hàng dịch vụ giảm từ 53,9% xuống mức 52,7%. Dữ liệu này cho thấy các hoạt động kinh doanh tại Mỹ đang chậm lại, tác động tiêu cực đến giá vàng. Giá vàng thế giới xuống còn 1.934 đô la Mỹ một ounce lúc 6 giờ ngày 4 tháng 8. Ở thị trường trong nước, giá vàng tăng nhẹ. Lúc 9 giờ, giá vàng SGC được các doanh nghiệp niêm yết mua vào 66,65 triệu đồng một lượng, bán ra 67,25 triệu đồng một lượng. Vàng trang sức, vàng nhẫn 24K các loại có giá 55,9 triệu đồng một lượng mua vào, 56,9 triệu đồng một lượng bán ra. Tỷ giá trung tâm ngân hàng nhà nước niêm yết ở mức 23.825 đồng một đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ tại các ngân hàng thương mại nhảy vọt lên 23.590 đồng một đô la Mỹ mua vào, 23.930 đồng một đô la Mỹ bán ra. Thưa quý vị, sáng 4 tháng 8, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa bắt tạm giam đối tượng Viên Định Mạnh, 42 tuổi, ngụ xã Aro, huyện A Sốp, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi mua bán người. Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 3 năm 2022, thông qua điện thoại, người đàn ông tên là Đốc chưa xác định được nhân thân lai lịch, nói với Mạnh tìm người đưa sang Campuchia làm việc trên máy tính với mức lương là 700 đô la Mỹ mỗi tháng. Đốc sẽ trả công cho Mạnh 5 triệu đồng mỗi người cho mỗi tháng làm việc. Đối tượng Mạnh đã dụ dỗ lôi kéo 6 người dân ngủ cùng xã, có cả em trai mình, đi làm việc nhẹ lương cao. Mạnh đưa 6 người xuống thành phố Hồ Chí Minh giao cho Đốc và được trả trước 50 triệu đồng. Sau đó, Đốc đưa 6 nạn nhân sang Campuchia bán vào các công ty chuyên hoạt động lừa đảo và đánh bạc trên mạng. Đến giữa tháng 7 năm 2022, hai nạn nhân muốn về lại Việt Nam thì Đốc yêu cầu phải nộp 180 triệu đồng. Khi người thân chuyển đủ số tiền trên thì hai người mới được thả. Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng. Quý vị đang nghe podcast 11h30 của báo Người Lao Động. Tiếp theo là phần tin quốc tế. Thưa quý vị, hai thủy thủ thuộc căn cứ Hải quân San Diego và căn cứ Hải quân Hạt Ventura bị cáo buộc chuyển giao tài liệu an ninh quốc gia nhạy cảm cho tình báo Trung Quốc. Theo đài CNN, thông báo từ công tố viên quận Nam California cho biết thủy thủ thứ nhất tên là jean Chao Wei đã bị bắt ngày 2 tháng 8. Jin Chao Wei, 22 tuổi, còn được gọi là Patrick Wei, bị cáo buộc đã nhận hàng nghìn đô la Mỹ từ một tình báo Trung Quốc để đổi lấy thông tin liên quan đến khả năng phòng thủ và vũ khí của các tàu hải quân Mỹ. Những lỗ hổng tiềm ẩn của các tàu này và những thông tin liên quan đến tàu, theo cáo trạng do Time of San Diego trích dẫn, anh ta thừa nhận biết hoạt động này bị coi là gián điệp. Thủy thủ thứ hai tên là Pitty Wei Hang Zhao, 26 tuổi, bị buộc tội âm mưu nhận hối lộ gồm 15.000 đô la Mỹ để chuyển giao các bức ảnh và video liên quan đến thông tin quân sự của Mỹ. Bản cáo trạng buộc tội Zhao gửi cho người phụ trách phía Trung Quốc những kế hoạch về cuộc tập trận của Mỹ ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Người này còn cung cấp cho Trung Quốc sơ đồ điện và bản thiết kế cho một hệ thống radar tại một căn cứ của Mỹ tại tỉnh Okinawa, Nhật Bản, cùng các chi tiết an ninh các cơ sở hải quân của Mỹ ở hạt Ventura và đảo San Clemente ngoài Los Angeles. Trợ lý Bộ trưởng Bộ Tư pháp Matt Olsen nói với phóng viên rằng hành động của những thủy thủ này đã khiến thông tin quân sự nhạy cảm cuối cùng đã lọt vào tay Trung Quốc. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington chưa phản hồi theo yêu cầu bình luận của Reuters. Thưa quý vị, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS từ sân xác nhận thủ lĩnh Abu Hussein al Husis Iniz al Qurayshi đã chết và công bố anh Buhab al Hasis Nia kuraisi là người thay thế. Người phát ngôn của IS thông báo trên kênh Telegram hôm 3 tháng 8 rằng Kuraisi đã bị chết trong một cuộc đấu súng với nhóm Hồi giáo cực đoan Hayab Stari al Shams ở Tây Bắc Syria. Người phát ngôn này cũng đồng thời cáo buộc nhóm Hồi giáo đối thủ đóng vai trò là đặc vụ của tình báo Thổ Nhĩ Kỳ. IS vẫn chưa đưa ra thông tin chi tiết nào về thủ lĩnh mới. Đây dường như là thông báo chính thức đầu tiên của IS về số phận của thủ lĩnh Abu Hussein al Hussein al-Hasanis kể từ khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết hồi tháng 4 rằng lực lượng tình báo Thổ Nhĩ Kỳ đã tiêu diệt người này ở Syria. Các tay súng IS vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công ở cả Syria và Iraq. Thưa quý vị. Một báu vật vô song của thời đại đồ đồng vừa được phát hiện lần hai tại Thụy Sĩ khi các nhà khoa học nhận ra nó làm bằng vật liệu ngoài trái đất. Đó là một mũi tên được xác định là cổ vật ít nhất 3.000 năm tuổi thuộc đời đại đồ đồng. Niên đại đó đủ khiến cho nó trở thành một báu vật được đưa vào bộ siêu tập của Bảo tàng lịch sử Bơn tại Thụy Sĩ. Tuy nhiên, cuộc nghiên cứu mới nhất của Tiến sĩ Berda Hoffman, người đứng đầu về khoáng vật học và thiên thạch của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Bern cho thấy, báu vật này có giá trị lớn hơn thế rất nhiều bởi nó không được làm bằng nguyên liệu của địa cầu. Theo tạp chí khoa học Journal of Archaeological Science, một số phương pháp tinh vi bao gồm chụp cắt lớp tia X và phép đo phổ quang gamma cho thấy mũi tên có kích thước bằng lòng bàn tay không chỉ chứa đồng vị nhôm Al26 không tự nhiên mà còn dấu vết của hợp kim sắt và niken không thể của trái đất. Đối chiếu với các hồ sơ thiên thạch trong khu vực, các nhà nghiên cứu xác định vật liệu làm nên mũi tên đến từ một hành tinh nặng tới khoảng 2 tấn rơi xuống khu vực Kalijaf ở Estonia cách đây 3.500 năm. Hiện vật đặc biệt này sẽ được trưng bày tại Bảo tàng lịch sử Bơm từ ngày 1 tháng 2 năm 2024 đến ngày 25 tháng 4 năm 2025. quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 11 h 30 ngày hôm nay. Ekip thực hiện chương trình Xuân Huy, Quang Hòa và Quốc Thắng xin chân thành cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Xin cảm ơn iRace, Sài Gòn Tourist và TST Tourist đã đồng hành cùng bản tin 11 h 30 Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.